Gia đình em làm được hết. Nó ăn giặt giũ rồi. Giặt giũ quần áo là từ bé giờ là quần áo là tự em giặt luôn. Wow. Có giặt đồ cho vợ được không? Bình thường thì đồ của ai lên tự giặt thì ok. Trời ơi, ở chung trong nhà mà đồ ai nó giặt thì tốn xà bông, tốn nước hai lần nữa bạn. Nếu mà lấy nhà thì mình ở đâu nè? Thành phố Hồ Chí Minh chị ơi. Có chỗ ở chưa? Dạ có rồi chị. Ở đâu? Có ông chủ nhà xây cho em phòng vậy. Không, nhưng mà mình bây giờ cũng 29-30 tuổi rồi, mình phải tính an cư mới lạc nghiệp được chứ bạn. Dạ, cái đó thì chờ sau 4 dưới thì có thể là em biết. Hả? Đồ số đó. Trời đất ơi, khách nố tôi nữa ha. Tôi không gả. Sao? Tôi không gả. Mời bạn Nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Hey, chào bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương bên kia nghe. Em tên là Nguyễn Đức Mạnh, năm nay 29 tuổi. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. Nguyên quán em thì ở Hà Nam. Em sinh ra thì ở Yên Bái. Hộ khẩu thì đang ở Đắk Lắk. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên ạ. Quê em thì ở Hà Tĩnh, còn hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, bên kia đỡ rối hơn bên đây lọc và lọc rất rối. Bên đây có 2 chỗ, bên đó tới 4 chỗ. Dạ, em dạy bên giáo dục thể chất. À, vậy dạ. Hả? Mình cũng rất là xinh xắn, theo như chị Tường nhận xét là quá xinh luôn á. Đúng không quý vị? Vậy thì tại sao mình phải cần nhờ đến chương trình bạn muốn hẹn hò nè? Dạ, em đầu tư cho công việc cũng nhiều. Thời gian em đi chơi cũng ít. Em dạy bên cái khối mầm non với tiểu học á, thì giáo viên nữ nhiều hơn giáo viên nam ạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó năm nhất là em có quen một anh thì cũng quen được hơn một năm. Sau thì cái thời sinh viên thì cũng hay cãi nhau này kia rồi. Sau đó là chia tay và ế tới bây giờ á. Thôi mối tình nó cũng xa xôi rồi ha. Bây giờ là mình muốn có một cái gì mới rồi mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ đúng rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh và điểm yếu. Dạ, bạn bè hay nhờ em làm chuyên gia tư vấn về tình cảm rồi là những cái khó khăn này của bạn thì làm rất là tốt. Trời ơi. Nhưng mà chuyện của mình thì em làm không tốt. Có kinh nghiệm gì không mà chia sẻ tư vấn cho người ta? Mới có một mối tình đầu có chút xíu mà là nhân viên tư vấn tình yêu. Mình nói được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Là em đã trải qua 3 mối tình. Thấy chưa? 3 mối tình rồi. Và mối tình cuối cùng của em là cách đây cũng 2 năm rồi. Bạn ơi, mình có cần tư vấn gì về tình yêu không? 3 mối tình của bạn ơi, mình có rút ra những cái kinh nghiệm gì mình chưa có giải quyết được không? Mình cần chuyên viên tư vấn không bạn? Dạ chắc cần đó chị ơi. Bằng tư vấn gì bạn hỏi thử đi, bên đây ta tư vấn cho. Hỏi bên kia đi. Theo bạn nữ thì tình yêu là quan trọng nhất là điều gì ạ? Dạ theo mình thì quan trọng nhất là cái niềm tin của hai người dành cho nhau ạ. Dạ ok. Bây giờ mình ế quá, mình muốn tư vấn cho có người yêu, hỏi bạn đi làm gì? Dạ đúng rồi, nếu mà bây giờ mình đang rất ế và mình đang rất đang muốn tìm một nửa của mình á, thì bạn có thể tư vấn cho mình cách nào nhanh nhất để tìm được một nửa của mình không? Đúng rồi. Cách nhanh nhất là làm sao bạn làm cho mình đặt niềm tin nhiều nhất vào bạn. Nếu có cơ hội cho mình với bạn hẹn hò thì mình sẽ chứng minh điều đó. Hay quá. Thì bạn trai có điểm mạnh và điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em sống tự lập từ nhỏ. Công việc gia đình em làm được hết. Đó ăn giặt giũ rồi. Giặt giũ quần áo là từ bé giờ là quần áo là tự em giặt luôn. Wow. Rồi giặt đồ cho vợ được không? Bình thường thì đồ của ai lên tự giặt thì nó ok. Trời ơi. Ở chung trong nhà mà đồ ai nó giặt thì tốn xà bông, tốn nước 2 lần nữa bạn. Nhưng mà khi nào mà vợ mà mệt, đi làm mệt hay là bệnh á thì em có thể là giặt đồ cho vợ được. Bạn nữ mình có nội trợ bếp núc gì không? Dạ em có biết nhưng mà làm không có được giỏi chị. Cứ về từ từ hai vợ chồng trao đổi kinh nghiệm. Dạ. Em thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ em thích mẫu người là tầm cao 1m7, không hút thuốc ạ. Không biết bạn nam bên đó còn hút thuốc không ạ? Không bạn ơi. Bạn cao được mét mấy? Em cao mét 75 chứ 10. 65? Dạ. Vậy là thua rồi. Và em thích một người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ gia đình, tôn trọng người phụ nữ của mình cũng như là gia đình của người phụ nữ. Ok đó em, ok chị ơi. Rồi. Còn em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn một người bạn gái là hiền lành, lấy phép với người lớn, biết cách cư xử và trung tình. Cái lý lịch trích ngang của bạn ở lòng vòng tới 4 tỉnh lận bây giờ. Nếu mà lấy nhau thì mình ở đâu nè? Thành phố Hồ Chí Minh chị ơi. Có chỗ ở chưa? Dạ có rồi chị. Ở đâu? Có ông chủ nhà xây cho em phòng vậy. Không, nhưng mà mình bây giờ cũng 29-30 tuổi rồi, mình phải tính an cư mới lạc nghiệp được chứ bạn. Dạ, cái đó thì chờ sau 4 dưới thì có thể là em biết. Hả? Sâu số đó. Trời đất ơi, khách nố tôi nữa ha. Kích hoạt não tôi nữa ha. Chị còn được, hiểu. Được, cũng được. Chờ 4 giờ rưỡi phải không? Còn giờ em chờ anh qua coi sao vậy, thông báo liền luôn. Tôi còn không gả. Sao? Tôi không gả. Không đủ chiều cao, về đi. Chị thương,
Không có chiều cao nhưng quan trọng cao cái đầu được rồi. Ủa sao cần chiều cao gì vậy? Dạ, tại em cũng được 1m6 rồi. Thì chiều cao hơn 5 thân rồi, đâu cần tới 1m7 như vậy. Đây tao mang giày tất 2 lắm. Bên kia nửa mang giày cũng cao vậy. Này, hai bên kia bà dạ. Biết à, nấu nướng đầy đủ giặt giũ này kia xong hết rồi. Dạ. Mình còn yêu cầu gì nữa không? Đám cưới đám hỏi phải cần bao nhiêu tiền hay là cần gói cho mình không? Đúng rồi, nói luôn đi em, mình có giá chứ, mình đàn gái dạ. Mình ngon thì, mà. Em muốn người đàn ông nếu như mà sau này của em á tin tưởng người vợ của mình thì có thể là tài chính hay là cái gì cũng giao cho vợ hết. Ai giao vợ hết hả? Được không em, giao vợ hết được không? Dạ, được anh. Được. Rồi yêu cầu gì nữa? Đi đêm bắt về mấy giờ, hàng tuần phải là có nhà mấy ngày? Dạ, về đêm quá thì báo cáo lại cho vợ là đi đâu về. Có quyền tắt điện thoại hay không? Nếu mà cần thiết quá tắt sau về giải thích sau mà hợp lý thì ok. Sao đúng dễ rồi, tính vậy? Bình thường, chúng ta có chuyện ta phải tắt rồi sao? Chuyện gì? Ví dụ chuyện gì mà tắt? Thí dụ giờ họp không lẽ... Tắt chuông thôi chứ làm gì tắt điện thoại? Tắt luôn. Rủ vô nó nhiễu sống rồi sao? Không, nhưng mà giờ giấc thì em phải nắm. Ví dụ làm việc tới mấy giờ thì phải chia sẻ cái đó cho vợ. Em có cầm điện thoại của người bạn mình soi mói coi kiểm tra giờ chắc là không rồi, mấy cái này nó nhạy cảm lắm. Dạ. Nói chung là người này cũng dễ giải lắm em. Dạ. Vấn đề chị là em á là không có kiểm tra. Không có kiểm tra, không có kiểm tra trực báo tiếp nhưng thôi. Mà mình phải lén lén mình kiểm tra. Dạ. Trời ơi, tin đàn ông là bán nó giống như cưng. Cô giáo dễ thương có điều gì. Dạ. Cần nhắn nhủ chị trước khi chị qua coi mặt không? Dạ, chị xe giùm em có hối không? Gì? Hello. Thôi em chào chị Cát Tường. Cát Tường xinh quá. Trước mắt là không, sau mắt là chưa biết nha. Đừng có gì. Đừng có hỏi. Hỏi hả? Là em không hỏi vậy. Có yên tâm là có mắt he, viên uống ngừa, ngăn ngừa rụng tóc. Dạ. Có cái điều nào mình không thích ở phụ nữ không? Dạ, không thích phụ nữ là lăng nhăng. Mấy người đẹp ta cũng hay lăng nhăng lắm. Không có đâu. Ta không có cố tình nhưng mà nhiều khi xung quanh ta nhiều người đeo đuổi quá, nhiều khi nó lung lay, lung lay xíu thôi. Lăng nhăng là đôi khi chỉ dùng cho một vài người đàn ông, không có dùng cho phụ nữ được. Người ta phụ nữ chung thủy lắm. Tức là người phụ nữ ở ngoài xã hội làm công việc gì thì không biết, nhưng mà khi về gia đình thì hãy là người vợ của gia đình. Nhưng mà bây giờ vợ đẹp quá, ra đường nhiều người đàn ông dòm ngó vợ mình thì không có lăng nhăng. Dạ, khi mà mình quen nhau thì mình tin tưởng thì đặt niềm tin thôi thì ok chị. Chắc tin không? Dạ, có ghen không? Dạ em cũng có ghen nhưng mà ít thôi chị. Có lục bóp phụ nữ kiểm tra không? Dạ không chị. Lục điện thoại? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc ạ. Chứ nhiều anh thấy bây giờ cũng là hay lục lén lén. Mỗi người có cái riêng tư mà chị, mình không lên như vậy. Bạn có cái gì riêng tư mà không có thể chia sẻ với vợ được không? Chia sẻ được hết. Chắc ha? Dạ chắc. À được, nụ cười rất là thân thiện. Tin tưởng. Nói chung là cân đối, là không hói, nhìn trí thức. Được, nói chung là đàn ông. Rồi, tôi nhận xét nhiêu đó thôi đó, còn muốn biết thêm giờ giao lưu người thân nè. Dạ, hôm nay em tới cùng với chị gái, em gái và một người bạn của em ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và hai chị. Rồi, chào em. Thì em là em họ, gần gũi với chị Thúy. Thực sự chị là một người chị mà em rất là ngưỡng mộ và kính trọng cũng như là yêu thương. Tại vì chị vừa có rất là nhiều tài cũng như cực kỳ tâm lý và dễ thương và rất là tình cảm, quan tâm đến em út. Chị đến cái độ tuổi này rồi thì em cũng muốn là chị đi làm là một chuyện, nhưng mà cũng tìm một tấm chồng đúng rồi. Yêu thương. Thì em thấy anh một người con trai sáng sủa. Cái cách mà anh nói chuyện, em cảm thấy anh là một người suy nghĩ chín chắn và chững chạc. Cảm ơn em. Rồi em trai, em có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ruột của em, với cả chị, với cả bạn em. Rồi, mình nghe em gái ruột nói trước nha. Anh trai của em thì là một người rất là quan tâm tất cả mọi người. Em thấy chị thì cũng rất là dễ thương. Anh nấu ăn rất là giỏi. Nếu mà chị không biết nấu ăn thì về đã có anh giúp đỡ cái việc nấu ăn rồi. Đỡ quá, tốt quá. Dạ, tuy nhiên thì anh rất là sạch sẽ và kỹ tính. Trời ơi, làm bếp mà sạch sẽ kỹ tính luôn hả? Dạ. Kỳ tài hiếm có luôn nha. Dạ. Rồi, kéo màn lên cho hai bên gặp nhau. Cặp đôi này hợp lý. Kéo màn. Nào, mời bạn. Mình hy vọng tràn trề lắm nha bạn trai. Bạn phải chứng tỏ năng lực nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quà tặng em. Cho anh hỏi em trước nha. Em cảm nhận với anh như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Anh thấy nhìn anh cũng lịch sự. Cũng cảm thấy là cũng dễ gần chứ không có xa. Cảm ơn em, nhưng mà hồi nãy em nói em chiều cao em đòi là 1m70. Nhưng mà anh có 1m65 thì cái đó có ok, có được không? Dạ, đấy là cái yêu cầu chung thôi. Còn nếu mà cảm thấy hai người đã hợp nhau thì điều đó không quan trọng. Anh thấy em sao? Em rất dễ thương. Nếu như mà lựa chọn người phụ nữ với vẻ đẹp tâm hồn với hình thức á, thì anh sẽ thiên về cái gì hơn? Thiên về vẻ đẹp tâm hồn hơn.
Tại vì hình thức có thể bây giờ đẹp nhưng mà sau này nó không đẹp mãi mãi được. Tuổi xuân mình đâu có đẹp mãi được đâu. Nhưng mà mình sống với nhau là sống cả đời, sống đến già luôn. Thì cái tâm hồn nó quan trọng hơn. Tại vì mình yêu thương nhau mới yêu thương, mình mới gắn bó với nhau hết cuộc đời được. Anh cũng cùng quan điểm với em. Rồi, các bạn hãy nhìn nhau khoảng 15 giây và nói lên những cái điều gì mà mình đang suy nghĩ về tình yêu. Bắt đầu. Em xin hát đoạn được không anh? Được, được. Được, hát đi. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi cá cao sang lụa là gấm nhung vàng son. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao. Em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh chiều. Mãi đây cho dù dòng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao ta phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Chị Nét ơi. Dạ em thấy bạn Nam hát rất là hay ạ. À, để đáp lại tình cảm của bạn Nam thì em cũng xin hát một bài. Rồi. Dạ, đó là bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đời trên lối về. Đấy. Bây giờ ngưng đi, ngưng hai người đi hát karaoke đi. Cặp đôi này là giành micro nè. Hai người đi hát karaoke được rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Nút được đâu vậy? Tìm nút đi. 3 2 1 hết thời gian. Trời làm lẹ quá vậy anh Linh. Lẹ luôn. Tôi thấy rằng trong ánh mắt các bạn lung linh rạng ngời. Và tin chắc rằng cơ hội đó sẽ được nhân lên gấp bội nếu như chúng ta đi xem phim và tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nắm tay nhau một cái đi bạn. Đó. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilet. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island, gửi tặng cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bây giờ bạn có thể hôn cô gái ấy. Hôn nha. Xin xỏ gì nữa, không lẽ tao nói không rồi sao? Nói không rồi sao? Không được chưa? Gần trúng rồi. Không được. Nó gần trúng mà. Phải trúng mới được. Đúng chưa? Thấy sao? Thấy tim nó đập loạn xạ. Sắp nhảy ra ngoài. Rồi, chúc cho những nụ hôn sẽ nồng cháy. Chúc cho tình yêu các bạn sẽ được nảy nở sinh sôi. Em nghĩ nếu tìm hiểu mà thấy hợp ý thì 3 đến 6 tháng như thế nào đó. 3 đến 6 tháng. Được chị Cát Tường ơi. Chúng tôi luôn luôn mong muốn cái hình ảnh hai trái tim màu đỏ chạm nhau đó quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm nụ hôn cho cặp đôi thứ hai. Thảo Mai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ, bạn hãy giới thiệu về mình. Em tên là Lê Thủy Tiên. Em năm nay 29 tuổi. Và em quê ở Bạc Liêu. Đang làm việc ở thành phố Cần Thơ. Và em làm nhân viên văn phòng. Và có đi dạy Anh Văn ở các trung tâm. Em làm ở trường cao đẳng Cần Thơ. À, là từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu là em là Quỳnh Nhân Nghĩa. Quê ở Cà Mau nhưng làm việc ở tại tỉnh Bạc Liêu. Ủa gì cơ? Chỗ làm việc của em là Sở Học Công Nghệ tỉnh Bạc Liêu. Người Bạc Liêu thì làm việc Cần Thơ, người Cà Mau xuống Bạc Liêu làm việc. Giờ hai người hẹn hò thành phố Hồ Chí Minh. Chàng trai cũng sáng sủa sạch sẽ, tại sao lại ế? Cái quan niệm của em á anh Linh, cái người đàn ông là phải lớn tuổi, phải chỉnh chạc mới cưới vợ. Mà em thấy em lớn rồi, em thấy em ế luôn. Nếu mà vừa ý thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Em thì tuổi cũng lập gia đình được rồi. Em nghĩ nếu tìm hiểu mà thấy hợp ý thì thời gian không quan trọng. Có thể 3 đến 6 tháng hay thế nào đó. 3 đến 6 tháng? Nếu mà thấy hợp á. 3 đến 6 tháng bạn chuẩn bị kịp không bạn Nam? Được chị Cát Tường ơi. Rồi ok. Anh chuẩn bị được gì rồi anh? Chuẩn bị về tinh thần là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh phí sẽ chuẩn bị đám cưới.
cặp giờ lấy nhau về ở Bạc Liêu hả? Cà Mau. Cái môi trường ở đâu thì mình thích hợp thì mình sống đó, cái đó mình sắp xếp sao. Ý em thì muốn lập nghiệp ở Cần Thơ, về quê hương thì chắc cũng không thành vấn đề ạ. Nhưng bây giờ hẹn hò sao ta? Bao lâu mình gặp nhau được lần bạn? Thì một tuần em lên lần. Coi như mình hết cái chuyện hành chính của mình rồi mình lên. Rồi vậy được rồi. Rồi hợp lý. Bạn có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Làm việc rồi rất là nhiệt tình, vui vẻ, biết nấu ăn, thích trang hoàng, trang trí nhà cửa. Là một người phụ nữ của gia đình. Rồi. Dạ. Điểm yếu của em thì là em hơi dễ giận, năng nỉ. Nhưng mà nếu mà chân thật, thật tình với em thì là có thể là em không có để bụng. Rồi. Bạn trai. Điểm mạnh của em là rất là năng động, có chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em là em hơi nóng tính chút xíu. Tự nhiên nói tới cái điểm yếu, cái nó nhỏ xuống à. Bây giờ bạn nữ muốn tìm một mẫu người chồng tương lai như thế nào? Là một người bản lĩnh, chững chạc, chín chắn, tâm lý, rồi biết chia sẻ, yêu thương, chăm sóc gia đình. Phải cao nữa chị. Cao bao nhiêu? 1m7. Bạn trai cao bao nhiêu vậy? Em 7m3 chị Cát Tường ơi. Bo cho em thêm 3%. Bạn nhắm bạn đạt được bao nhiêu phần trăm? Đạt hết á, anh thấy này giờ đạt hết á. Đạt hết? Có nổ quá rồi. Không có nổ, trời ơi còn hơn nữa. Rồi điểm gì bạn không thích ở người bạn nam, bạn trai? Nói nhiều nổ quá chị. Rồi xong. Nổ là sao? Nói về bản thân mình mà nói lố. Lố à. Đôi khi người ta cũng phải khoa trương tí xíu chứ. Tôi coi nhìn cái tôi biết có nổ hay không liền à. Trời ơi. Chị Cát Tường đẹp quá. Cái này là dép hay dài? Cái này vừa dài mà vừa dép luôn chị. Tại vì mang cái này cho nó cái gót cho nó thoáng chút khi mưa. Rồi hồi nãy bạn nói là bạn chuẩn bị hết trơn hết trọi luôn. Kinh phí có sẵn là có được bao nhiêu? Cả 100+ triệu. Được ha. Dạ. Nếu bây giờ bạn gái thôi tính nói cho mượn tiền kỳ quá. Cho mượn em thì em cũng cho mượn luôn. Dạ dạ em cho mượn liền cũng được. Trời ơi làm quá tôi sợ không? Không làm quá. Trời ơi thiệt luôn kìa. Nghe công tử Bạc Liêu chưa? Trời ơi, dạ. Có tiền nhiều lắm á. Trời ơi, dữ. Nói sao có sao nói vậy chứ mình có. Không hề nổ phải không? Dạ, mình em không có nổ. Bạn gái rất hay giận. Vậy ví dụ bây giờ bạn gái giận em năn nỉ như thế nào? Em có cái chiêu của em. Chiêu gì? Nói gì cho một chút cười hơi tiếu tiếu chút vậy đó. Cái em nói thôi vậy đi ăn với anh hoặc là đi siêu thị hoặc là mua quà. Thôi cái vế sau là được rồi đó. Còn cái nữa mà em chưa biết nữa. Bạn gái mà giận hả? Cho bạn gái. Hát cho bạn gái. Thôi đâu giờ giả tỷ bạn gái đang giận hát thử rồi. Như chim phiêu bạc phương trời, mai anh về ghé xuân cổ đô, đăng trời ngợi lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đầy đưa mấy cành đào tươi, nắng xuân là đà rụng trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Vô em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mướn đó đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Đó giờ tôi mới thấy cái giọng ca ngọt ngào, giọng cổ lên chương trình mà muốn hẹn hò đó. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Được, cực. Hay không, hay không? Rồi đến Hoàng coi tình hình sắc. Đàn gái sao ha. Ồ, chào em. Yeah. Nãy nghe ảnh hát cải lương có xào xuyến có gì không? Dạ có anh. Có biết cải lương không? Dạ biết. Lên câu dòng cổ cho anh nghe anh giật mình cái coi. Bạn nam song ca với em được không ạ? Song ca để hồi đi. Hát bài gì vậy? Bài gì? Em hát bài Chợ Mới. Dạ. Em thuộc Chợ Mới không? Rồi, em đáp ứng luôn. Rồi. Trời ơi, trời ơi xuất sắc luôn. Thôi gì ổn rồi đó. Rồi. Em có đi với người thân không? Cũng được. Rồi em đi với ai? Em quan trọng em nhìn thôi. Út ơi, Út thấy sao Út? Thì Út thấy bạn nam ở đây cũng được, cũng vui vẻ, sáng sủa. Còn chọn hay không thì còn tùy vào cảm xúc của con. Mà Út thấy thì Út ok. Út là chịu rồi đó. Thôi em đi với anh trai. Em đi với người chị của em. Thôi. Em gái bên đây thì cũng được, cũng sáng sủa. Thì theo gia đình á, kiếm được dâu là chung thủy. Dạ. Với lâu dài, tại vì đứa nào cũng lớn tuổi hết rồi. Rồi đúng rồi. Cảm ơn. Hai bên đó gặp nhau vừa mở màn lên là lên coi vòng cổ liền nha. Đừng nói lối, vô cái vòng cổ liền ha. Em quên cái chữ đầu rồi. Trời ơi. Em nhắc chữ đầu rồi em gái. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi. Nào, kéo màn.
Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: thằng Tâm có tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp, nên ba cứ dùng dằn cưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chân. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thật là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua giảm hội, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Khi có lệnh tòng quân. Sao anh không cho em biết? Anh chỉ sợ cái tiếng lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ sợ buồn cho người đi kẻ ở. Hai người về nếu kẹt quá lập đoàn cải lương đi hát. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em dễ thương, hình dáng thì cũng mảnh mai, cười có duyên, mặt có hậu. Trời ơi, nãy giờ tôi ngồi bảo là tôi chưa nhìn ra mà đây nhìn cái ra liền vậy đó. Quan trọng là tại vì em biết nhìn người lắm. Dạ, cái tướng đi và mặt mày sao em nhìn lắm. Rồi bạn đứng lên, bạn đứng lên vòng. Hồi đó giờ toàn bạn trai đứng, bạn gái coi, bên đây mình ngược lại rồi. Coi tướng chị. Không, rồi sao bạn? Tướng rất là tốt chị. Em mấy đứa? Đẻ hai đứa hả? Em dò giùm tướng chị còn đẻ được đứa nào nữa không? Còn chị, còn cả một đứa nữa. Ờ vậy cảm ơn em nha. Rồi anh có, em có nhận xét gì anh đó? Dạ, ấn tượng ban đầu là có cảm mến. Có cảm xúc không? Dạ. Ờ, anh cũng ấn tượng ban đầu đối với em như vậy. Dạ. Anh có vợ thì tiền ai giữ anh? Tức như là tiền cho vợ, vợ phải dạ. Giữ. Có một chút gì để giao lưu với bạn bè. Dạ. Để cho anh. Bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như 10 thì em 7 anh 3 thôi. Theo như chị đó giờ chị tư vấn cho mấy bạn nữ là 82. Tại vì á, em chỉ có đi giao thiệp, còn nữ người ta lo hết mọi thứ rồi. Dạ, để dành đúng nào ốm đau bệnh hoạn nhà nữa. 82 triệu trời, nó lại 64 thôi em, phải trả giá cho phải. Nhưng mà 82 là hợp lý, nhưng mà có 10 ngàn chút xíu cũng không có sao. Tiền bạc bạn vợ giữ đúng không, rồi con ai giữ? Em giữ. Thôi đừng có nổ nha. Dạ thì con em giữ, chứ em không lẽ để cho anh Linh giữ. Lành quá. Mình lanh nhưng mà mình lanh phải đúng, chứ mình lanh mà mình lanh sai á là cái đó người ta bẻ ba bắt lanh chanh là... Lách chách cái kiểu đúng như rồi. Là lanh mà. Này là lanh lợi. Dạ đúng rồi. Thường thì ở nhà khi mà anh lập gia đình thì anh có chia sẻ những công việc gì với vợ không? Có, anh là đa nghệ thuật, nấu ăn rất là ngon. Cái tính anh rất là kỹ lưỡng. Từ công việc cho đến sinh hoạt gia đình đầu này nọ phải kỹ lưỡng. Quần áo đâu đó phải thẳng băng cho anh. Vậy là ông gọi là đa nghệ. Anh đi lên mạng gì? Anh đi xe. Rồi chút về dưới luôn hả? Dạ. Mời dì với em là đi về chung với anh được không? Vậy em ạ. Vậy ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mừng con mừng hơn. Vậy là em về một mình. Dạ. Vậy xin gì đi. Vì bữa nay chương trình bạn muốn hẹn hò thì nói chung được gặp gì, con xin phép là cho em ở đây về chung với con rồi tới Cần Thơ rồi cho em xuống. Tới Cần Thơ là cho em xuống. Vậy quê ở Cần Thơ mà anh nên. Trời tự nhiên chở Cần Thơ bỏ xuống vậy thôi à. Đưa em xuống dạ, nhà vậy. Đưa em vào nhà. Chị đồng ý đưa cho Tiên đi tới nơi và tới chốn là được rồi. Dạ. Cảm ơn chị nhé. Rồi. Như bữa nay ngày tốt của em. Ngày tốt. Ngày tốt. Đi có bao ngày nè. Dạ. Thôi được rồi, để coi ta có bấm đúng không cái nữa nghe. Rồi, chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Thôi thôi. Trời ơi sao tôi hồi hộp quá. Tôi tưởng ông đĩa không lên được chứ. Không có nãy chuối là cái kia không lên rồi. Sao chậm vậy bạn? Em nhấn không vô. Thấy chưa? Bấm tay đi. Đã đồng ý bấm nút là phải chấp nhận hôn với nhau. Trời ơi, ông nắm tay ông ghi bên đây lại rồi, bên đây ông nghịch vô nữa. Trời ông này ông ghê lắm. Gửi những chiếc vé xem phim. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, em xin cảm ơn. Rồi phải hát cho nghe rồi nữa về nha. Cà Mau luôn nha. Dạ.